Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một cái cây lan cũng như là một cái mặt hoa thuộc vào dạng top ở trên thị trường hiện nay. Đó, thì mời các bác anh chị chúng ta cùng xem nhé. Xem đầu tiên thì em xin giới thiệu với mọi người thì tên của cái mặt hoa này chính là cây năm cánh trắng mày ngài, một trong số những cái mặt hoa phải gọi thuộc hàng ngang ngửa với những cái cây ví dụ như năm cánh trắng bảo duy hoặc là năm cánh trắng tản viên hiện nay nhé mọi người. Rồi, cái mùa này thì cây nó cũng đang lên mầm và cũng là cái thời điểm thích hợp để các bác anh chị chúng ta có thể là sưu tầm giống, cũng như là đối với các bác anh chị mà chúng ta đang chơi trồng chăm sóc và tìm hiểu về lan va thì chúng ta có thể là biết thêm một số cái thông tin về những cái cây lan mắc tiền trên thị trường hiện nay. Rồi, mời mọi người cùng xem cái thân lá, kiểu dạng thân lá cũng như là cái dạng cây, thân cây lúc mà cái cây năm cánh trắng mày ngài này nó lớn và cái mầm nó mới nhú lên thì cái thân lá nó ra sao nhé. Thì cũng giống như những cái cây giả hạt đột biến khác, năm cánh trắng trên thị trường khác thì cái tiêu chuẩn đầu tiên của cái cây năm cánh trắng mày ngài này thì là cái thân lá nó rất là xanh sạch nha mọi người. Đây. Rồi mọi người xem, và cái thân của cái cây mày ngài này á, thì cái kiểu dạng thân của nó là ốm ốm dài dài, kiểu dạng như giống như bảo duy á, nó cũng dạng giống như bảo duy á mọi người. Đây mọi người xem đó. Đây, bên đây là cái thân tơ, thân con nhá. Nhưng mà nếu mọi người chăm tốt á, thì thân nó vẫn rất là mập nha, vẫn là mập nhưng mà cái đốt nó cũng khá là dài nha. Đây. Rồi, và mặt hoa thì em sẽ chèn cái hình mặt hoa vào trong clip để các bác anh chị chúng ta cùng nhau xem, cùng nhau cảm nhận thử cái cây này nó có đẹp đặc biệt không nhé. Thì cái cây năm cánh trắng mày ngài thì về cái độ ổn định của mặt hoa thì khỏi nói, khỏi phải bàn rồi. Hoa cũng có một số cái biến thể, biến thiên về cái màu mắt và nói chung là cái mắt biến thiên nào cũng rất đẹp mọi người. Và đặc biệt cái điểm quan trọng nhất của cây này là cái phần mũi là trắng tinh 100% nha. Đó, đối với những cái cây mà giá trị tiền tỷ á, thì hầu hết tất cả những cái cây đó thì đều là mũi trắng tinh và mắt tuyệt đẹp nha mọi người, mắt gọn đẹp. Rồi đây thì cách trồng, cách chăm sóc thì cũng bình thường thôi mọi người, cũng giống như các loại lan đột biến khác thôi. Thì vườn em đang trồng với cái cách là dưới đáy là sốt để thoáng rễ ha, rồi tới vỏ thông lớn, rồi trên cùng là rải một ít vỏ thông nhỏ và ít rêu giữ ẩm ngay gốc. Đó. Rồi đây. Đó. Và em cũng tiết lộ với mọi người là cái giá thị trường hiện nay của cái mầm gốc cây năm cánh trắng mày ngài luôn. Thì đây mọi người xem. Đối với để các bác anh chị chúng ta có thể là biết thêm về cái giá trị của cái cây này, thì đối với cái mầm gốc mà như vậy đó, thì đang có giá trị là rơi vào tầm gần 900 triệu cho một cái mầm gốc như vậy nhé mọi người. Đó, gần 900 triệu đó. Đó, mầm gốc như vậy, chỉ cái mầm gốc thôi nha đó. Mọi người thấy độ giá kinh khủng của nó chưa. Rồi, và cái cây này thì nói chung là về cái lịch sử hình thành và cũng cái quá trình ra đời thì cũng có là khá là nhiều cái drama. Theo em được biết á, thì cái cây này thì đầu tiên là có một chị ở ngoài Bắc là mua đứt được gốc cây đó. Thì đối với chị đó thì tính là giữ lại trồng chăm sóc làm giống, giữ riêng thôi chứ không có chia sẻ ra thị trường nhé. Nhưng mà không ngờ thì trên thị trường lại tồn tại, tức là tồn tại lại được một cái khúc thân già của cây năm cánh trắng mày ngài này đó. Sau rồi người ta nhân giống lên rồi bắt đầu chia sẻ thì mới có được cái cây năm cánh trắng mày ngài cho một số vườn lớn để sưu tầm như ngày hôm nay nhé mọi người. Chứ thật ra là nếu mà chị kia mà mua được đất gốc 100% thì chắc chắn là cái cây mày ngài chỉ có ở trong vườn của chị thôi, chứ không có ở một vài nơi trên thị trường như hiện nay đâu. đó là cái chia sẻ nhỏ về em biết thôi đó. Rồi, cũng giống như năm cánh trắng tản viên thì cái cây năm cánh trắng mày ngài này hoa đẹp mọi người. Mỗi cây nó có một cái kiểu đẹp đặc biệt, đặc sắc khác nhau. Thì xét về cái phương diện mà phân tầng lớp thì cái cây năm cánh trắng mày ngài thì nó xếp một bậc ở trên cây năm cánh trắng bạch tuyết nhiều nha mọi người. Đó, như bên đây là cây năm cánh trắng bạch tuyết nè. Đó, thì nó bạch tuyết thì nó vẫn thuộc cái dạng tầm trung, còn đối với cái cây năm cánh trắng mày ngài thì này nó rơi vào cái phân gọi là phân khúc tầm cao rồi nha mọi người, tầm cao rồi. Đó. Rồi, và giá thị trường này rất là cao nha.
như cái mầm gốc đây nè. Đó, giá thị trường nó rơi vào gần 900 triệu cho một cái mầm gốc đó. Mặc dù nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cái này thì em nghĩ là nếu chăm thời gian nữa thì nó sẽ lớn khỏe thôi mọi người. Rồi, rồi các bác anh chị chúng ta có thể là nghiên cứu kỹ về cái mặt hoa này, cũng như là cái thân lá, kiểu thân lá để sau này ví dụ mà các bác anh chị mà có sưu tầm á, thì chúng ta cũng có thể là biết về cái kiểu dạng thân lá của một cái cây đột biến nó sẽ ra sao, cũng như là các bác anh chị nào mà chúng ta đang có sưu tầm hàng rừng ở trong vườn mà mong muốn hy vọng sổ ra được những mặt hoa năm bên trắng á, thì chúng ta có thể là lưu ý đối với những cái cây kiểu thân lá nhìn mảnh mảnh thôi nhưng mà thực sự là hoa rất đẹp nhé mọi người. Và người thể thấy những cái cây ví dụ như mai ngài này hoặc là bảo di đều là những cái kiểu thân mảnh mảnh. À, hoặc bạch tiết cũng vậy, cũng kiểu thân mảnh 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 đó, nhìn mấy cây thân mảnh đừng có chê nha miễn là nó xanh sạch thì cũng rất có khả năng là sẽ ra được những cái mặt hoa đẹp đặc biệt. Và đối với cây mày ngài này thì cái nó nở hoa thì cũng là rất là ổn định đó, nên là cái giá cả trên thị trường lúc nào cũng cao. Và về cái đồ hot thì em nghĩ là tương lai sẽ còn rất là nhiều, rất là xa luôn. Cũng, nó cũng là một cái cây có thể là mọi người có thể là nghiên cứu đầu tư kinh tế. Tuy nhiên là cái cây này thì giá nó hiện tại nó rất là cao nên là chỉ phù hợp với một số ít thôi, một số ít người thì chúng ta có thể là sưu tầm được cái cây này. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Các bác anh chị có ý kiến hoặc thắc mắc gì thì có thể là bình luận ở dưới phần mô tả nha. Và ví dụ mà mọi người có thêm cái thông tin gì về cái cây năm cánh trắng mày ngài thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ luôn được với nhau ở dưới phần bình luận ha. Rồi hôm nay là chia sẻ của em về thân lá cũng như là cái giá cả thị trường của cây năm cánh trắng mày ngài này, một trong số những cái mặt hoa thuộc vào hàng cao cấp bậc nhất hiện nay nhé mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan đột biến tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay là năm cánh trắng mày ngài.